Công ty Điện lực Nhà nước Electricity Zulibang cho biết, các nhà máy điện ở Dehamer và ở Anzarani đã phải đóng cửa do chính phủ quốc gia Trung Đông này không thể thanh toán tiền nợ cho nhà điều hành. Gần đây, Liban đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng với đồng nội tệ mất giá hơn 90%. Tối 16 tháng 8, Công ty Điện Quốc gia đã tuyên bố cắt toàn bộ lưới điện. Quyền Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Nước Walid Fayyad đang thực hiện các biện pháp khẩn cấp để trả nợ cho Pramsao, một nhà điều hành tư nhân của hai nhà máy điện. Theo nguồn tin của TASS, nhà điều hành Pramsao đã quyết định đóng tua bin sau khi chỉ nhận được 2 triệu đô la Mỹ trong tổng số 83 triệu đô la Mỹ mà nhà nước nợ. Cùng ngày, kênh truyền hình Sada El Balad của Ai Cập phản ánh việc lưới điện quốc gia Liban tạm dừng hoạt động từ 17 giờ ngày 16 tháng 8, không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng thông thường mà còn tác động nghiêm trọng đến các trụ sở chính của nhà nước. Trong điều kiện đầy thách thức hiện nay, hai nhà máy này là nguồn cung cấp duy nhất cung cấp cho lưới điện quốc gia của Liban với sản lượng tổng cộng khoảng 550 MW. Tình huống mất điện toàn quốc tương tự từng xảy ra ở Liban vào đầu tháng 1. Tại thời điểm đó, các nhà chức trách Liban phải xoay sở để phân bổ nguồn ngân sách ít ỏi cũng như thanh toán nợ nhằm ngăn chặn kịch bản chìm trong bóng tối hoàn toàn trong vòng một tuần. Trong cuộc khủng hoảng này, nguồn điện chỉ được duy trì tại các cơ sở thiết yếu, máy bơm nước, hệ thống xử lý nước thải, sân bay quốc tế, cảng biển, Đại học Liban và một số bệnh viện. Trước đó, ngày 11 tháng 8, Bộ trưởng Thông tin Liban Ziad Makary tuyên bố đóng cửa tạm thời kênh truyền hình quốc gia Tele Liban do chính phủ không thể trả lương cho nhân viên. Theo trang tin El Nahra, thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Beirut không thuyết phục được người lao động tiếp tục làm việc tại Tele Liban. Nhân viên của đài truyền hình này bắt đầu đình công vào tuần trước, yêu cầu được tăng lương và trợ cấp xã hội để đối phó với lạm phát cao và khó khăn kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, nguyện vọng của họ không được chính phủ đáp ứng. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.